U ơi, thôi, U, Dạ. dừng lại em ơi, dừng lại. Dạ. Anh cho em chơi một ván nữa. Giống như là hôm nay thì là ngày ngày này là ngày ngày xưa cách đây mấy năm trước á, là ngày anh được người ta giúp đỡ, hiểu không? Nên Dạ. anh muốn nhớ cái ngày này, và cái ngày này anh muốn đi làm từ thiện không ạ? Anh muốn tặng cho người ta vài chục triệu chơi vậy á. Thôi thì hôm nay thì sẵn có em đây thì thôi anh sẽ đặt cách cho tụi em chơi một lần nữa. Cố gắng em nha. Em đừng đi theo anh nói với em cần nhảy xuống rồi em đi chỗ nào vắng, thiệt vắng, cái nơi mà nó u ám nhất, em lượm đồ xong rồi em mới đi săn. Tại vì em nhảy khu đó đông người, vậy là đi trốn nhiều lắm, em hiểu không? Mà anh nghĩ là cái tên sách đấu ở trận này ra boss nè. Thôi vô nha. Dạ. Rồi anh đếm cho tụi nó đá chim nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Rồi đây em ơi. Chắc hay quá. Mình, ủa em mới khen anh hát hay hả? Đúng rồi, em có quay đoạn này chắc ngồi tí nữa là em edit liền. Xuất sắc. Con khỉ mà ngủ ngày ban đêm mà thức giấc, đi rình đi rình người ta, tan tình Đã ẩn tan bình tinh luận. tình tan, tan tình tan tinh tình tan, hỡi cô má đỏ môi hồng, dừng chân mà anh hỏi có chồng hay chưa, tan tình tan tinh tình tan. Bắn Sao đường ngu. tình duyên e lận đận quá, a gấu tán e nào, con Anh vợ em cũng kiếm ngăn cản. đường tình duyên mày lận đận á, do mày bắn ngu Cái phải em cũng được tặng liền. là do mấy này nó đó chim ác quá, mới không tha cho người Dại ta. gái. Mấy anh em tha cho người ta đi, anh em cỡ bao lâu con gái vô bữa mà anh em cứ đá như này thì làm sao người ta lên TV được, kệ mà, tội người ta mà, anh em tha cho người ta đi. Năn nỉ luôn á. Anh em có thể đá chim, anh em giết tôi vẫn được, mà trận này anh em đừng đá chim. Bởi vì sao? Người ta là một người con gái anh em à. Con gái họ không cần bắn hay, họ cần một đôi bàn tay to để gánh thôi. Các bạn có thể đá chim dẫn ú lấy tấm bột cũng được, còn cái chuyện mà ăn ú vậy tôi ăn cho. Làm cái tượng chị Phương sau lưng đi anh, em thấy hợp lý nhất. Ôi sợ lắm em ơi, nhiều lúc đang làm video nhìn vô cam giật mình ám ảnh. Ồ, Chế bắt này được độ rồi, bắt này sinh được rồi, bắt này được tồn, chiến đấu rồi. thật phong cách. Ủa ơi, em tách dù ra nhảy riêng đi em ơi, đừng nhảy điểm nóng. Em muốn nhảy đâu cũng được rồi. Ủa ơi, tách dù ra đây em ơi, ba đứa tách dù ra nào. Tách dù ra, ok em nhảy đâu em nhảy đi. Em nhảy đâu em nhảy đi. Để anh xuống anh dọn sạch sẽ điểm nóng cho rồi, em chỉ còn em lấy tấm một thôi. Cố lên Ú ơi. Em được giao lưu được thấy bé là vui rồi. Hello bác gấu Tội gầu con gâu. gái người ta thì Để là cái sống mày. lâu lâu chứ, để chơi với bé lâu lâu chứ, cũng không có Tội càng quá. dở Ôi gì không có điểm đi đâu. nóng ai luôn nè. Cái con bà này nó ra. Tội gái người ta anh em mà, đừng có đá chim giết người ta mà, tôi năn nỉ với anh em luôn á. Mày thích thì tụi mày qua đây nè, có anh nè. Mày thích gì tao cũng được hết trơn á. Mày thích solo hay là thích chó gì cũng cứ qua hết đây nè. Có tao bên đây nè. Đừng có đá chim tội người ta anh em mà. Lâu lâu bạn ấy được lên TV mà làm đoạn video YouTube anh em mà. Tội. Đây nè, thích thì qua đây, đây, qua đây nè. Đấy. Trận này nè, qua đây, đi qua hết đây. Ấy giờ con tem nhảy vô này sao? Bây giờ nên từ từ coi mày hay bắn không? À, từ từ sớm quá, sợ mấy thằng con lợn nó đá chim qua nó giết người ta chứ. Đấy. Giờ nên từ từ không ra. Ôi trận này như boss nhiều á. Trận này như boss nhiều sao? Đã ẩn bình luận. Bắn lên cho tao rồi. Ngại gì mấy thằng này anh em. Rồi có thằng luôn. Hàng về xóm liệu hai cháu, nghe tiếng chân hai cháu trên trên nhà hay sao. Ui. Kể về hành trình kinh doanh của bác đi từ lúc học DS xong. Từ từ em ơi, từ từ anh giết này cái đã. Còn thằng nữa sao, kinh doanh nữa em.
Kinh doanh thì chết giờ chưa biết rồi. Bây giờ anh tự tử được chưa hay là sao? Đã ẩn bình luận. Dạ. Bây giờ em thích sao? Bây giờ em thích làm sao? Em nói đi, em cứ nói thoải mái, em nói, em nói đi. Bây giờ anh tự tử hay là sao? À, lấy tự tử cũng được. Rồi rồi, cố gắng lên em nha. Trận này anh thấy nó nhẹ đấy, cố gắng lấy tới một nha em nha, anh tự tử đây. Dạ, để em cố. Em giết u cái rồi qua bác. Cố lên nè u nha. Cố lên nha em nha. Trời, tự tử mà con không cho nữa. Trời ơi. Anh tự tử mà nó còn 2-3 máu. Ôi, u ơi. Đá treo xin em cái u. Trời ơi. Để nó bấm máu anh em, để đều xin em cái u ơi. Thôi đừng nói em chết trước khi anh tự tử nha đó nha u. Rồi rồi, được rồi, được rồi, được chưa anh tự tử, được chưa? Dạy gái á là cái chết tê tái nhất cho cuộc đời này. Không kêu anh chết rồi. Không kêu, không kêu, không kêu. Dạy gái không phải là ngu. Dạy gái là để đánh đu với cuộc đời. Thằng nào càng dạy gái càng tốt. Ngồi rồi dạy gái, dạy gái đồ. Ôi anh em à, đừng đá chim người ta, anh em năn nỉ luôn á, thứ luôn á, đừng đá chim cái bạn ấy, để cho bạn ấy lên tivi đi, tội người ta mà. Thằng này bot nhiều cũng đó. Bác có cần em kêu anh đặt g vô đá like nha bác. Thằng đặt g đá like gì? Mở máy nói chuyện vú coi. Ú ơi, ú, ú ơi. À, em kia. Thì xưa giờ em trải qua bao nhiêu mối tình nữa. Em